Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe chuyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương, tập 106. Tóm tắt nội dung ở tập trước. Trong tập trước chúng ta đã thấy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thành công thuê được hai hòn đảo và đang có dự định di chuyển tộc nhân tới hai hòn đảo để phát triển thế lực ở Nam Hải. Và xin mời mọi người chúng ta tiếp tục với tình tiết của bộ truyện. Vương Trường Sinh hỏi một phen tình huống tu luyện của Vương Thiên Trần, cổ vũ hắn cố gắng tu luyện. Thu các nhân hoặc là thành công đại thành rời khỏi Tàng Kinh Các, hoặc là chết già ở Tàng Kinh Các. Rất nhiều thủ các nhân chết già trong Tàng Kinh Các, thần công đại thành chỉ là số ít. Tới cửa, cầu thang đi thông lầu 3, một tầng màn hào quang màu lam nhạt chặn đường đi của Vương Trường Sinh. Mặt ngoài màn hào quang có hình của mấy con phi ưng. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm lệnh bài màu lam, mặt trước có khắc một con phi ưng màu lam. Một luồng hào quang màu lam bắn ra, nhập vào màn hào quang màu lam biến mất. Một tiếng kêu vang lên trong trẻo, màn hào quang màu lam biến mất. Vương Trường Sinh đi lên lầu 3. Một nam tử áo bào vàng, mặt mày hồng hào bước nhanh đi tới. Cháu Thanh Duệ bái kiến cửu thúc. Vương Thanh Duệ trúc cơ tầng 5, hắn phụ trách trông coi công pháp kết đan kỳ cùng một ít điển tịch quý giá, ví dụ như là đan phương trúc cơ đan. Vương Trường Sinh sau khi hỏi một lần tình huống tu luyện của hắn, chuyển đề tài, hỏi: trước mắt trong tộc có bao nhiêu môn công pháp có thể tu luyện đến kết đan kỳ? Những năm gần đây có kiếm được một ít điển tịch quý hiếm nào hay không? Bẩm cửu thúc, trước mắt có 10 môn công pháp có thể tu luyện đến kết đan kỳ. Gia chủ mới thu mua 2 môn công pháp hoàng phẩm cùng một công pháp huyền phẩm, đều có thể tu luyện đến kết đan tầng 9, phân biệt là Hóa Nguyên Đại Pháp, Tam Nguyên Bảo Điển, Kinh Đào Hải Lãng Quyết. Điển tịch khác so với 3 môn công pháp này không tính là quý hiếm. Vương Trường Sinh gật đầu, lấy ra 3 tấm ngọc giản màu sắc khác nhau, đưa cho Vương Thanh Duệ phân phó: đây là 3 môn công pháp huyền phẩm, người đăng ký đi. Vương Thanh Duệ lộ ra vẻ mặt vui mừng, liền thanh vâng dạ, thu hồi 3 tấm ngọc giản đăng ký. Một khắc sau, Vương Trường Sinh rời khỏi Tàng Kinh Các. Tối hôm đó, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng con cháu cùng nhau dùng bữa tối. Vương Thanh Chí đã làm tăng tổ phụ hắn trầm mặc ít lời, vì chọc tăng tôn tử cười cũng đã trở nên nhiều lời. Vương Thanh Thiến đã là trúc cơ tầng 6, Triệu Chính là trúc cơ tầng 7. Biết được Vương Trường Sinh thuê hai hòn đảo, Vương Thanh Thiến cùng Triệu Chính đều muốn đi Nam Hải phát triển. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không từ chối. Thế cục của Nam Hải khá loạn, cần tu sĩ trúc cơ biết đánh mới được. Vương Thanh Chí số lần rời khỏi vương gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn chỉ biết làm ruộng, hắn đi Nam Hải không thể giúp cái gì. Làm ruộng có thể phái người khác đi. 3 ngày sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang, chạy tới đảo Sơn. Hơn 3 tháng sau, bọn họ đã tới đảo Sơn. Vương Thanh Thuần nhiệt tình nghênh đón bọn họ. Thanh Thuần, Minh Nhân thúc đầu. Cửu thúc, Minh Nhân thúc công cùng thập tỷ, bọn họ đi ra ngoài rồi. Tựa như bọn họ tra được tung tích của tà tu nào đó, nhắm chừng không cần bao lâu sẽ trở lại. Vương Trường Sinh giật mình hỏi tiếp: Thanh Sơn xuất quan chưa? Thất ca còn đang bế quan, hắn trước khi bế quan đánh tiếng với cháu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Đúng rồi, cửu thúc, cửu thẩm, Hàn gia phái người tới cửa cầu thân. Cầu thân sao? Đây là chuyện tốt, Hàn gia coi trọng vị nữ tộc nhân nào của chúng ta? Uông Nhiên cười nói. Vương Thanh Thuần lộ vẻ mặt cổ quái, cười khổ nói: Hàn Nguyệt Hình, nàng ấy không biết thuyết phục tu sĩ kết đan của Hàn gia như thế nào, muốn trở thành song tu đạo lữ với thất ca. 2 tháng trước, Hàn tiền bối mới dần theo Hàn Nguyệt Hình tới đảo Sơn. Bọn họ vốn định để Minh Nhân thúc công làm chủ, nhưng Minh Nhân thúc công
nói hắn không có quyền quyết định hôn sự của Thất Ca. Ô Nhiên cười, tò mò hỏi, nữ theo đuổi nam sao? Thế này trái lại có chút thú vị. Hàn Nguyệt Hinh này là loại người như thế nào? Nàng ấy sao lại thích Thành Sơn? Vương Thanh Thuần trả lời theo sự thật. Từ Hàn Nguyệt Hinh quen biết Vương Thanh Sơn đến cửa cầu hôn, hắn đều nói một lần. Nhà đầu này đủ to gan, thân là nữ nhi, tới nhà hướng nhà trai cầu thân. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy loại chuyện này. Xem ra Thanh Sơn cũng không thích nàng ấy. Chờ Thanh Sơn xuất quan rồi nói sau. Nó nếu không thích, vậy thì thôi. Tiềm lực của Vương Thanh Sơn rất lớn. Vương Trường Sinh sẽ không bức bách Vương Thanh Sơn thành thân. Hắn hỏi một lần tình huống phát triển của Đào Sơn. Vương Thanh Thuần trả lời theo sự thật. Vương gia phát triển vốn đã không tệ. Sau khi Vương Thanh Sơn được Tiêu Dao Kiếm Tôn thu làm ký danh đệ tử, không có thế lực nào nguyện ý trêu chọc Vương gia. Trên thực tế, Vương gia cũng không có thứ làm cho người ta thèm thuồng để ý. Nửa tháng sau, ba người bọn Vương Minh Nhân đã trở lại. Vương Thanh Thuần ngay lập tức thông báo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rất nhanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở một căn nhà yên tĩnh gặp được Vương Minh Nhân. Sau khi hàn huyên đơn giản, Vương Minh Nhân chuyển đề tài, thành khẩn nói: Trường Sinh, Như Yên, ta muốn mời các cháu hỗ trợ truy bắt tà tu Thái Nhất Tiền Môn chúng ta truy nã Minh Nhân thúc công. Nhưng tà tu kia bị truy nã sẽ không dễ dàng lộ diện chứ? Cho dù lộ diện cũng không dùng khuôn mặt thật nhỉ? Chúng ta muốn giúp thúc, nhưng thiên hạ to lớn, chúng ta đi nơi nào tìm bọn họ đây? Ô Nhiên cười khổ mà nói: Thỉnh cầu của Vương Minh Nhân, bọn họ đã sớm nghe Vương Thanh Thuần nói tới. Đây là tội phạm quan trọng Thái Nhất Tiền Môn truy nã. Các cháu nếu là đụng phải bọn họ, tận khả năng giúp ta chém giết hắn, giữ đầu lại. Ta dễ báo cáo kết quả công tác. Ta nếu có thể kết đan, nhất định sẽ hồi báo các cháu. Vương Minh Nhân lấy ra một ngọc giản màu lam đưa cho Vương Trường Sinh. Minh Nhân thúc, nếu muốn kết đan, cháu có thể cho thúc một khoản linh thạch mua linh vật kết đan, giúp thúc kết đan. Vương Trường Sinh nói lời thật lòng. Nếu Vương Minh Nhân tiến vào kết đan kỳ, có thể cho Vương gia trợ giúp lớn hơn nữa. Muốn linh vật kết đan, ta đi săn xiết yêu thú mấy chục năm cũng có thể tích góp được một khoản lớn linh thạch. Thứ ta muốn không chỉ có là kết đan, ta muốn trở thành Thái Nhất Ngũ Kiệt. Thái Nhất Ngũ Kiệt có hai điều kiện bình chọn. Thứ nhất là tu vi kết đan kỳ. Thứ hai là làm công hiến cho tông môn. Công hiến cho tông môn càng lớn, càng có cơ hội trúng cử. Trúng cử Thái Nhất Ngũ Kiệt thì có thể đạt được tông môn dốc sức bồi dưỡng. Tỷ lệ tiến vào Nguyên Anh kỳ lớn hơn nhiều so với tu sĩ kết đan khác. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Vương Minh Nhân cực kỳ kích động. Lấy tư chất của hắn, kết đan không phải quá khó khăn. Kết anh thì khó mà nói. Trúng cử Thái Nhất Ngũ Kiệt, đạt được Thái Nhất Tiền Môn dốc sức bồi dưỡng, hắn mới có thể đi xa hơn ở tiên độ. Ta cũng không phải muốn các cháu cố ý bỏ thời gian đi tìm bọn hắn. Đám tà tu này chưa chắc ở Đồng Hoàng, có thể ở Bắc Cương, Nam Hải hoặc là Trung Nguyên, thậm chí Tây Mạc. Các cháu nếu phát hiện hành tung của bọn hắn, nếu không muốn ra tay, báo cáo với trưởng lão Thái Nhất Tiền Môn chúng ta, cũng có thể đạt được một phần thưởng. Thỉnh cầu này không phải quá phận, cũng sẽ không ảnh hưởng Vương Trường Sinh cùng Uông Nhiên tu luyện. Không thành vấn đề, việc này chúng cháu đáp ứng. Cháu sẽ bảo bọn Thanh Thuần giúp thúc truy bắt tà tu, nhưng biển người mờ mịt, mấy người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, cố gắng đừng ảnh hưởng bản thân tu luyện. Nếu muốn lập công, có thể kết đan trước nói sau, tu vi mới là căn bản. Vương Trường Sinh tận tình khuyên bảo. Vương Minh Nhân có giả tâm, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ ủng hộ. Trong lòng ta có tính toán, các cháu yên tâm đi. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi căn nhà yên tĩnh nào đó. Vương Thanh Linh đang cho linh thú ăn. Hai con cá sấu khổng lồ cùng một con mảng xà khổng lồ màu trắng đuổi theo ba con lợn rừng màu vàng hình thể thật lớn. Trong miệng lợn rừng màu vàng không ngừng phát ra tiếng hừ hừ. Một đôi răng nanh màu vàng sắc bén vô cùng, ngoài thân bị một tầng lớp giáp màu vàng bao trùm.
ngự yêu quốc, tài nguyên yêu thú phong phú. Vương Thanh Linh thường xuyên bắt yêu thú, nuôi nấng linh thú. Màng xà khổng lồ màu trắng mở ra cái mồm như chậu móng, phun ra một mảnh lớn khí lạnh màu trắng, đông lạnh chi sau của lợn rừng màu vàng. Tốc độ chạy của lợn rừng màu vàng chậm rãi. Màng xà khổng lồ màu trắng nhanh chóng cuốn lấy thân thể của nó. Răng nanh sắc bén cắn nát phòng ngự của lợn rừng màu vàng, đâm xuyên qua cổ của nó. Lợn rừng màu vàng kịch liệt giãy giụa, nhưng mà màng xà khổng lồ màu trắng càng quấn chặt hơn, ghi chết lợn tươi rừng màu vàng. Hai con cá sấu màu vàng rất tàn bạo, chúng nó mở ra cái mồm như chậu móng, cắn một cái chi sau của lợn rừng màu vàng, dùng sức kéo. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, lợn rừng màu vàng bị chúng nó xé thành hai nửa, máu tươi đầm đìa. Vương Thanh Linh ngồi ở sân, nằm ở ghế thái sư, cầm trên tay một ly linh trà nóng. Bên cạnh còn có một đĩa điểm tâm. Một con lợn rừng màu vàng cuối cùng tỏ ra cực kỳ hung dữ. Nó đặt mục tiêu ở trên người Vương Thanh Linh, nhìn như không hề phòng bị. Lợn rừng màu vàng sau khi ngoài thân bùng lên hào quang màu vàng, nhanh chóng lao về phía Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh cũng không ngẩng đầu lên, vô túi linh thú bên hông, một con đại bàng khổng lồ màu xanh bay ra, lao về phía lợn rừng màu vàng. Đại bàng khổng lồ màu xanh phóng ra một mảnh lớn đao gió màu xanh, đánh nát phòng ngự của lợn rừng màu vàng, để lại trên thân nó mấy chục vết máu. Một trận tiếng ong ong vang lên, một mảnh lớn thị huyết hoàng bay tới, theo vết thương cắn gặm con lợn rừng màu vàng. Lợn rừng màu vàng phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, ngã ở trên mặt đất lăn lộn, nhưng không có tác dụng gì. Một lá bùa truyền âm bay tiến vào, Vương Thanh Linh bóp nát bùa truyền âm, tiếng Vương Trường Sinh chợt vang lên. Thanh Linh, ta và Kiều Thầm của cháu đến thăm cháu. Ánh mắt Vương Thanh Linh sáng ngời, vội vàng đứng dậy, triệt tiêu cấm chế, bước nhanh đi về phía cửa sân. Kiều Thúc, Kiều Thầm, mau mời vào bên trong. Vương Thanh Linh mở cửa sân, mời Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến vào. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn thấy Linh Cầm, linh thú, linh trùng đang ăn, nhìn nhau cười. Bọn họ đã sớm nghe nói Vương Thanh Linh là ngự linh sư tốt. Thanh Linh, cháu nếu một hơi thả bọn nó ra, thần thức tiêu hao không nhỏ đâu nhỉ? Là không nhỏ, nhưng cháu bình thường tốc chiến tốc thắng, sẽ không kéo dài với kẻ địch. Kiểu Thúc, hủ cốt ngạc béo một chút tên là Đại Hoàng, gầy một chút tên là Tiểu Hoàng. Đại Hoàng, Tiểu Hoàng, mau tới đây ra mắt Kiểu Thúc, Kiểu Thầm. Hai con cá sấu nhanh chóng đi về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Nhi Yên. Trong mồm chúng nó còn cắn nửa con lợn rừng, máu tươi chảy đầy đất. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hỏi một chút tu luyện cùng cuộc sống của Vương Thanh Linh, dặn dò nàng chăm chỉ tu luyện, đừng quá mức trầm mê thuần dưỡng linh thú, chậm trễ bản thân tu luyện. Vương Thanh Linh lập tức đáp ứng. Về phần để ở trong lòng hay không, chỉ có nàng rõ nhất. Hai ngày sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi Đào Sơn. Trước khi đi, bọn họ cho đám người Vương Thanh Thuần một khoản linh thạch. Mọi người đều có một phần đó của Vương Thanh Sơn là lớn nhất. Vương Trường Sinh dặn dò Vương Thanh Thuần, nếu Vương Thanh Sơn xuất quan, bảo Vương Thanh Sơn tới Nam Hải. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sẽ giúp Vương Thanh Sơn trùng kích kết đan kỳ. Sau khi rời khỏi Đào Sơn, Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên đến thẳng Phường Thị Sùng Dương. Bọn họ đã sớm sắp xếp bảo đám người Vương Thanh Thiến đi Phường Thị Sùng Dương hội họp. Khi bọn họ tới Phường Thị Sùng Dương, đám người Vương Thanh Thiến đã sớm đến Phường Thị Sùng Dương. 10 vị trúc cơ, phân biệt là Mạc Thải Vân, Diệp Lâm, Vương Trường Nguyệt, Vương Thanh Thiến, Triệu Chính, Vương Thanh Vân, Vương Thu Hâm, Vương Thu Diệm, Vương Thiên Kỷ, có chế phủ sư, luyện đan sư, luyện khí sư, chế khôi sư, trận pháp sư. Mạc Thải Vân và Triệu Chính kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Những người này đều là lực lượng tinh nhuệ của vương gia. 40 tu sĩ luyện khí, có nhân tài phương diện trồng lương thực, ngự thú, nuôi cá. Tu sĩ luyện khí trừ trợ thủ còn có một nhiệm vụ rất quan trọng, sinh con đẻ cái không có cách nào cả. Truyền tống một người cần 8.000 khối linh thạch, phí dụng rất cao. Đây chỉ là tộc nhân giai đoạn đầu điều đi.
về sau sẽ lục tục phái thêm nhân thủ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dẫn theo bọn họ lục tục truyền tống rời khỏi. Khi bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy biển lớn vô biên vô hạn, gió biển mang theo một chút vị mặn thổi đến, vẻ mặt đám người Vương Thanh Thiến đều rất hưng phấn. Vương Trường Sinh lấy ra một con thuyền bay màu lam, chờ bọn họ bay về phía Cự Giải đảo. 3 tháng sau, thuyền bay màu lam xuất hiện trên không ở một hòn đảo ngoại hình giống Hải Sâm. Về sau chúng ta ở nơi này, đây là Hải Sâm đảo. Ở ngoài 3 vạn dặm còn có một hòn đảo Cự Giải đảo. Vương Trường Sinh nói xong, khống chế thuyền bay màu lam chậm rãi hạ xuống. Hải Sâm đảo chỉ có một cái linh mạch bậc 2 thượng phẩm, nhưng Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên đã sớm làm tốt chuẩn bị. Bọn họ mấy năm nay luôn thu thập tài liệu tấn thăng linh mạch, đã thu thập đầy đủ hết. Hộ đảo đại trận là cần thiết. Diệp Lâm trước kia có mấy bộ trận pháp, chỉ cần bố trí cờ trận trận bàn là được. Trừ tấn thăng linh mạch, bố trí trận pháp bậc 3, còn cần bố trí truyền tống trận cờ chung, tài liệu bố trí truyền tống trận cờ chung. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chạy nhiều cửa hàng lớn đã gom đủ tài liệu. Truyền tống trận cờ chung phạm vi truyền tống ở 3 vạn dặm trở lên, 100 vạn dặm trở xuống. Dựa theo Diệp Lâm nói, tài liệu Vương Trường Sinh thu thập không phải là quá nhiều. Bố trí ra truyền tống trận cờ chung, khoảng cách truyền tống trận ở giữa 3 vạn dặm đến 5 vạn dặm khoảng cách này cũng đủ chi viện rồi. Sau khi đáp xuống trên đảo, tộc nhân Vương gia việc ai người nấy làm, khai khẩn linh điền, quy hoạch khu dân cư. Quan trọng nhất là tấn thăng linh mạch. Diệp Lâm lợi dụng thuật dịch dung, thay đổi khuôn mặt, tuyên bố với người khác là trận pháp sư Vương gia mới mời chào. Tu sĩ trúc cơ bình thường không thể bố trí truyền tống trận cờ chung. Vì giữ bí mật, bố trí truyền tống trận do Diệp Lâm cùng Vương Thanh Nguyệt hoàn thành. Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm tốn 7 ngày thời gian mới bố trí xong trận pháp. Trận pháp tấn thăng linh mạch bố trí xong rồi. Đây là trận bàn, ngươi dựa theo ta lúc trước nói với ngươi đi làm là được. Diệp Lâm đưa một khối trận bàn màu bạc cho Vương Trường Sinh, ra hiệu cho Vương Trường Sinh rót pháp lực vào trận bàn tấn thăng linh mạch. Vương Trường Sinh gật đầu, pháp lực mênh mông rót vào trận bàn. Trận bàn sáng lên, linh quang chói mắt, tản mắt ra linh khí dao động kinh người. Hắn bắt một cái pháp ấn cổ quái, đánh lên trận bàn một đạo pháp quyết. Mặt đất chợt kịch liệt chớp lên, giống như là động đất. Hơn phân nửa hòn đảo kịch liệt chớp lên. Vài tộc nhân làm lụng ở linh điền đứng không vững, ngã bệt xuống đất. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía vị trí Vương Trường Sinh ngồi. Non nửa khắc sau, hòn đảo dừng chớp lên, lượng lớn linh khí tinh thuần từ mặt đất phủ cận linh sơn toát ra. Từng cây thực vật xanh chui từ dưới đất lên, nhanh chóng sinh trưởng. Không đến 10 hơi thở thời gian, trên linh sơn mọc đầy cỏ dại cao hơn đầu người. Hơn nửa ngày sau, trên linh sơn mọc đầy cỏ dại cao 5-6 trượng, linh khí dư thừa. Hải Sâm đảo có một linh mạch bậc 2 thượng phẩm, còn có mấy linh mạch bậc 1 phân tán ở trên đảo. Chỗ những linh mạch bậc 1 này khai khẩn thành linh điển, quá tốt rồi. Về sau có thể ở nơi này tu luyện rồi. Uông Như Yên cảm nhận được linh sơn phát ra linh khí dư thừa, hưng phấn nói. Sau khi linh mạch tấn thăng thành bậc 3 hạ phẩm, nàng đã có thể tu luyện ở bên trên. Một cái linh mạch bậc 3 hạ phẩm cho 2 tu sĩ kết đan cùng mấy chục tu sĩ cấp thấp tu luyện có chút cố hết sức. Vì bố trí trận pháp tấn thăng linh mạch cùng truyền tống trận cờ trung, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hầu như tiêu hao hết toàn bộ tích tụ. Trong thời gian ngắn, bọn họ không có linh thạch tấn thăng linh mạch bậc 3 thứ 2. Linh mạch trên cử đào dài là bậc 2 trung phẩm, muốn tấn thăng thành bậc 3 hạ phẩm càng cần nhiều phí dụng hơn. Sau khi tăng linh mạch lên thành bậc 3 hạ phẩm, Vương Trường Sinh một hơi bày ra 2 bộ trận pháp bậc 3. Bích 3 phiên hải trận, trận pháp phòng ngự bậc 3 hạ phẩm, đồng thời có hiệu quả ẩn nấp. Tứ tượng thú nguyên trận, trận pháp phòng ngự bậc 3 trung phẩm, trận pháp thuần phòng ngự. Bố trí xong trận pháp, Vương Trường Sinh dần theo Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm chạy tới Cự Giải đảo, bố trí truyền tống trận.
bởi vì trận pháp bậc 3 trên tay không nhiều. Cựu giải đạo chỉ bố trí một bộ trận pháp phòng ngự bậc 3 trung phẩm, tam tài kim cương trận. Truyền tống trận bố trí xong rồi. Một lần có thể truyền tống 8 người tu tiên. Truyền tống 20 lần thì cần đổi linh thạch một lần. Cần phải người tin cậy trông coi mới được. Ta cố ý để lại thêm một cái rảnh. Nếu bỏ linh thạch vào đi, người tu tiên chẳng những không thể truyền tống rời đi, còn có thể bị lực lượng không gian xé rách. Diệp Lâm chỉ vào cái rảnh để chống nào đó, sắc mặt ngưng trọng nói. Vương Trường Sinh âm thầm nhớ kỹ cái rảnh này. Truyền tống trận khẳng định cần phái người trông coi. Hắn đã nghĩ xong lựa chọn thủ trận pháp. Mạc Thải Vân cùng Vương Thanh Thiến, hai người đều trông coi một tòa trận pháp. Các người truyền tống trở về đi. Phái một nửa tộc nhân tới đây khai khẩn linh điển, dựng kiến trúc cư giai đảo và hải xâm đảo. Trước đó có người ở, bọn họ dọn đi rồi, kiến trúc vẫn còn đó. Chỉ cần tu sửa một chút thì có thể ở lại. Linh điền cũng đã có sẵn, chỉ là bỏ hoang. Một lần nữa gieo trồng linh cốc, linh dược là được. Hai hòn đảo tổng cộng có 480 mẫu linh điền, 5 vườn linh dược độc lập, 50 mẫu linh điền gieo trồng linh cốc. Linh điền còn lại gieo trồng linh thảo tu sĩ luyện khí thường dùng, vườn linh dược gieo trồng linh dược tu sĩ trúc cơ cùng tu sĩ kết đan dùng. Trên cự dài đảo có một hồ nước lớn hơn 10 mẫu, lấy để nuôi linh ngư. Vương Trường Sinh chuyến này mang theo một lượng lớn vật tư, trúc cơ đan, đan dược bậc 2, linh cốc, hạt giống linh dược vân vân. Tộc nhân Vương gia ở trên đảo làm ruộng nuôi cá, Uông Nhi Yên ở trên hải xâm đảo tu luyện, Vương Trường Sinh đóng ở cự dài đảo. Bọn họ vừa mới yên ổn, Trần Nhất Long và Trần Duyệt liền tới cửa chúc mừng. Vương Trường Sinh cùng Uông Nhi Yên mời bọn họ vào đảo, ở chỗ này bày tiệc chiêu đãi bọn họ. Vương Đạo Hiểu, chúc mừng nha, đây là một chút tâm ý của Trần Mộ. Trần Nhất Long lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn, nhận hộp ngọc màu xanh. Trần Đạo Hiểu mạo muội hỏi một lần, người tu tiên Mộc Long Các các người đều là đến từ nơi nào? Vương Trường Sinh thành khẩn hỏi. 50 tộc nhân trông coi hai hòn đảo, nhân thủ căn bản không đủ. Nếu từ Ngụy Quốc điều thêm nhân thủ, phí tổn quá cao. Tốt nhất là có thể ở hải vực san hô bổ sung ngay tại chỗ, tiết kiệm phí tổn. Cái này cũng không phải bí mật gì, Trần Nhất Long nói theo sự thật. Mộc Long Các bổ sung nhân thủ có 4 loại phương pháp. Loại thứ nhất, nuốt chửng thế lực nhỏ khác. Loại thứ hai, từ gia tộc tu tiên phụ thuộc bổ sung. Loại thứ ba, từ trong phàm nhân bổ sung. Loại thứ bốn, công khai thu đồ đệ. Tỷ lệ phàm nhân xuất hiện người tu tiên quá thấp. Mộc Long Các chủ yếu lợi dụng loại phương pháp bổ sung nhân thủ thứ hai cùng thứ tư. Vương Đạo Hiểu, Vương Phu Nhân, không biết các người còn có nhớ hay không, ngày đó thuê đảo còn có không ít tu sĩ trúc cơ. Theo lão phu biết, có mấy gia tộc tu tiên cách hải xâm đảo cũng không xa. Các người có thể mạnh mẽ thu bọn họ vào dưới trướng. Người nếu thích trực tiếp thâu tóm bọn họ cũng không có gì. Bọn họ có thể là thế lực khác nâng đỡ. Người nếu trực tiếp thâu tóm bọn họ, chọc giận thế lực sau lưng bọn họ thì không tốt. Uông Nhiên mỉm cười, rót cho Trần Nhất Long một chén linh tiểu, cười nói, Trần Đạo Hiểu, phương diện này người là người nhà nghề, xin giải thích rõ hơn. Cách tốt nhất chính là thu bọn họ làm phụ thuộc, cung cấp bảo hộ nhất định cho bọn họ, bảo bọn họ đúng giờ cống nạp, để cho bọn họ hỗ trợ làm một số việc, ví dụ như săn giết yêu thú, tìm hiểu tình báo. Nhưng người cũng cần cho lợi ích nhất định mới được. Nếu không có lợi, bọn họ không giúp người cũng là nhẹ. Liên hợp với người ngoài đối phó các người là chuyện có khả năng. Tốt nhất đừng tùy tiện hấp thu nhân thủ, không chừng chính là thám tử thế lực nào. Nước của hải vực san hô rất sâu. Trần Nhất Long ý vị sâu xa, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đa tạ Trần Đạo Hiểu chỉ điểm. Nhận dạy bảo rồi. Vương Trường Sinh khiêm tốn thỉnh giáo Trần Nhất Long không ít vấn đề. Trần Nhất Long lần lượt giải đáp, khiến Vương Trường Sinh bớt đi không ít đường vòng. Đúng lúc này, Vương Thiên Kỳ bước nhanh đi đến, nhìn Trần Nhất Long một cái, muốn nói lại thôi. Trần Đạo Hiểu không phải là người ngoài, Thiên Kỳ, có chuyện gì cháu cứ việc nói thẳng đi. Vâng, Tăng Tổ Phụng,
bên ngoài có một vị tiền bối tự xưng là Tử Nguyệt tiên tử tới đây, nói là đến chúc mừng chúng ta, Tăng Tổ Phụ, Tăng Tổ Mẫu, ngài xem. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh cùng Uông Nhi Yên nhìn nhau một cái có chút kinh ngạc. Trên mặt Trần Nhất Long lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm, Trần Duyệt vẻ mặt tò mò. Phu quân, ta đi đón Tử Nguyệt tiên tử một chút đi. Người tới là khách, không có đạo lý để cho khách chờ ở cửa. Uông Nhi Yên đứng dậy rời khỏi. Đi đón Tử Nguyệt tiên tử bên ngoài Hải Sâm đảo, Tử Nguyệt tiên tử lơ lửng ở trên không, nhìn thấy nước biển xanh thẳm phía dưới. Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện ra vài phần biểu cảm lạ. Nàng từng đi không ít hòn đảo tu sĩ kết đan tọa trấn, từng kiến thức không ít hộ đảo đại trận. Nhưng nàng cảm thấy hộ đảo đại trận của vương gia khá huyền diệu. Nếu không phải nàng từ trong miệng Trần Nhất Long biết được Vương Trường Sinh thuê Hải Sâm đảo cùng cư giải đảo, nàng đi ngang qua nơi này cũng sẽ không phát hiện nơi này có một hòn đảo. Hoặc là sau lưng vương gia có trận pháp sư bậc ba, hoặc là Vương Trường Sinh mua một bộ trận pháp bậc ba uy lực lớn. Tử Nguyệt tiên tử cảm thấy là điều sau. Nếu vương gia có một vị trận pháp sư bậc ba, Vương Trường Sinh cũng sẽ không nhất thiết săn giết yêu thú khắp nơi, luyện chế trận pháp kiếm nhiều tiền mà. Đột nhiên, không gian phía dưới nổi lên một gợn sóng, hào quang màu lam lóe lên, một cánh cửa ánh sáng màu lam nhạt xuất hiện ở trên không trung. Uông Nhiên từ trong cánh cửa ánh sáng bay ra. Uông Nhiên mỉm cười, khách khí nói: "Tử Nguyệt tiên tử, gần đây khỏe không?" "Vương phu nhân, nghe Trần đạo hữu nói các người định cư ở đây, tiểu muội cố ý đến chúc mừng. Đây là một chút tâm ý của tiểu muội, còn xin vương phu nhân nhận lấy." Tử Nguyệt tiên tử khẽ lật bàn tay ngọc, một cái hộp ngọc màu lam nhạt liền xuất hiện trên tay. Hất cổ tay, hộp ngọc màu lam bay về phía Uông Như Yên. "Tử Nguyệt tiên tử khách khí rồi, Trần đạo hữu đang ở trên đảo làm khách, Tử Nguyệt tiên tử đã đến đây, không ngại lên đảo uống vài chén, để chúng ta tận tình địa chủ." Tử Nguyệt tiên tử gật đầu, đi theo Uông Như Yên bay vào trong cánh cửa ánh sáng màu lam. Không qua bao lâu, Tử Nguyệt tiên tử liền tới chỗ ở của Vương Trường Sinh. Cảm nhận được không khí xung quanh tản mát ra linh khí nồng đậm, ở sâu trong đôi mắt đẹp của Tử Nguyệt tiên tử xẹt qua một chút biểu cảm lạ. Vương Trường Sinh vừa mới định cư Hải Sâm đảo, thế mà đã tấn thăng linh mạch thành bậc ba. Nàng suy nghĩ mãi, cảm thấy Vương Trường Sinh hẳn là quen biết trận pháp sư bậc ba. "Vương đạo hữu, chúc mừng nha." Vương Trường Sinh gật đầu cười nói: "Tử Nguyệt tiên tử, người có lòng rồi, ngồi xuống cùng nhau uống vài chén." Rượu qua ba tuần, Vương Trường Sinh chuyển đề tài nói: "Tử Nguyệt tiên tử, tại hạ đối với luyện chế pháp bảo có mấy nghi vấn, mời ngươi chỉ điểm bến mê." "Vương đạo hữu cứ nói đừng ngại, vấn đề có thể giải đáp, tiểu muội nhất định sẽ giải đáp." Vương Trường Sinh đưa ra vài vấn đề luyện chế pháp bảo, không có danh sư chỉ điểm, hắn tự mò mẫm. Sắp 100 năm rồi, hắn chỉ có thể luyện chế pháp bảo sơ hình, còn chưa thể luyện chế pháp bảo. Tử Nguyệt tiên tử không giấu riêng, lần lượt giải đáp. Trần Nhất Long cũng đưa ra mấy vấn đề, Tử Nguyệt tiên tử cũng cho giải đáp. Bọn họ thảo luận một lần, 3 ngày 3 đêm. Vương Trường Sinh nhận được không ít dẫn dắt. "Vương đạo hữu, Vương phu nhân, Tử Nguyệt tiên tử, Trần mộ còn có chút việc, cáo từ trước, ngày khác chúng ta lại tán gẫu một phen." Trần Nhất Long chào lời từ biệt Trần Nhất Long, chào từ biệt Vương Trường Sinh. Hắn đạt được không ít dẫn dắt, tính trở về động thủ luyện chế pháp bảo. "Trần đạo hữu đã rời khỏi, tiểu muội cũng không tiện ở lâu." Tử Nguyệt tiên tử cũng tính rời khỏi, nhưng Vương Trường Sinh giữ lại mãi. Tử Nguyệt tiên tử do dự mãi cũng ở lại. "Tử Nguyệt tiên tử, người từng nghe nói Trấn Hải Tông hay không?" Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Uông Nhi Yên ở bên nhìn chằm chằm Tử Nguyệt tiên tử, hy vọng có thể nhìn ra cái gì khác thường. Tử Nguyệt tiên tử chấn định khác thường gật đầu nói: "Từng nghe nói, nhưng Trấn Hải Tông bị Nhật Nguyệt Cung tiêu diệt rồi, sắp có ngàn năm rồi nhỉ. Đang yên đang lành, Vương đạo hữu sao lại nhắc tới Trấn Hải Tông?" Uông Nhi Yên cười tủm tỉm nói: "Tử Nguyệt tiên tử, nói tới Trấn Hải Tông, chỉ sợ không có ai so với ngươi càng thêm quen thuộc hơn nhỉ." Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên tính ngả bài với Tử Nguyệt tiên tử. Nếu Tử Nguyệt tiên tử lộ ra một tia khác thường, như là thám tử của Nhật Nguyệt Cung, vậy không cần nói,
vợ chồng Vương Trường Sinh sẽ liên thủ giết nàng. Ai bảo nàng chủ động tới Hải Sâm Đảo? Nếu Tử Nguyệt Tiên Tử không phải thám tử của Nhật Nguyệt Cung, mà là hậu nhân của Trấn Hải Tông, mục đích nàng tiếp cận Vương Trường Sinh là cái gì? Tử Nguyệt Tiên Tử mỉm cười, ánh mắt dừng ở trên người Vương Trường Sinh, ý vị sâu xa nói: Vương đạo hữu, lời này cũng là điều ta muốn nói với các người. Quy Thủy Chân Kinh là ba đại công pháp chấn tông của Trấn Hải Tông. Vương đạo hữu tu luyện là Quy Thủy Chân Kinh, không biết người Nhật Nguyệt Cung biết sẽ nghĩ như thế nào. Nói miệng không bằng chứng, Tử Nguyệt Tiên Tử cũng không nên vu tội cho người ta lung tung. Hơn nữa ta thấy người Nhật Nguyệt Cung muốn tìm là ngươi nhỉ, Tử Nguyệt Tiên Tử. Vương Trường Sinh nheo đôi mắt lại, cười lạnh nói: Cái đó không nhất định. Vương đạo hữu, người nói cũng đã nói đến nước này rồi, chúng ta liền nói trắng ra đi. Người tu luyện là Quy Thủy Chân Kinh nhỉ? Vương Trường Sinh đang muốn trả lời, trong lòng U Nhi Yên liền truyền đến một trận tiếng kèn trầm thấp. U Nhi Yên hơi nhíu lông mày lá liễu, nhìn Tử Nguyệt Tiên Tử một cái, đánh lên một đạo pháp quyết. Giọng Diệp Lâm trầm thấp vang lên: Có một tu sĩ kết đan lượn lờ phụ cận Hải Sâm Đảo, thực lực ở kết đan tầng 6 trở lên. Nghe xong lời này, ánh mắt Vương Trường Sinh cùng U Nhi Yên lạnh đi. Ánh mắt nhìn về phía Tử Nguyệt Tiên Tử mang theo một chút sát ý. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát nói: Cho dù Vương Mộ tu luyện là Quy Thủy Chân Kinh, vậy thì sao? Nếu ngươi tu luyện là Quy Thủy Chân Kinh, vậy thì dễ xử lý rồi. Vương đạo hữu, không biết ngươi có hứng thú đối với di chỉ của Trấn Hải Tông hay không? Giọng điệu của Tử Nguyệt Tiên Tử tràn ngập dụ hoặc. Nàng vẫn luôn muốn truy tra xuất thân của Vương Trường Sinh, phái ra không ít nhân thủ canh giữ ở phụ cận truyền tống điện các phường thị lớn. Vương Trường Sinh và U Nhi Yên truyền tống về Đồng Hoang, sau đó lại truyền tống tới đây, bị thủ hạ của Tử Nguyệt Tiên Tử phát hiện. Vương Trường Sinh đến từ Đồng Hoang, cơ bản có thể kết luận Vương Trường Sinh không phải là thám tử của Nhật Nguyệt Cung. Tử Nguyệt Tiên Tử lúc này mới sẽ tới cửa chúc mừng. Tăng thúc công của nàng tuổi thọ không nhiều nữa, nàng phải nhanh một chút gom đủ nhân thủ mở ra cấm chế Trấn Hải Tông. Nếu là tăng thúc công của nàng tọa hóa, lại phải chờ mấy trăm năm mới có thể gom đủ ba tu sĩ kết đan tu luyện ba đại công pháp chấn tông của Trấn Hải Tông. Nàng không chờ được thời gian dài như vậy. Di chỉ Trấn Hải Tông sao? Trên mặt Vương Trường Sinh cùng Ương Như Yên không hẹn mà cùng lộ ra biểu cảm nghi hoặc. Bọn họ cũng không biết di chỉ Trấn Hải Tông. Nghe Tử Nguyệt Tiên Tử nói: Người là người của Trấn Hải Tông sao? Tử Nguyệt Tiên Tử cười nói: Ta có phải là người của Trấn Hải Tông hay không cũng sẽ không quan trọng. Quan trọng là Vương đạo hữu không có hứng thú đối với di chỉ Trấn Hải Tông sao? Trấn Hải Tông bị Nhật Nguyệt Cung diệt, nhưng Trấn Hải Tông khởi động Hộ Tông đại trận, hòn đảo chỗ Trấn Hải Tông chìm vào đáy biển. Tiểu muội mất rất nhiều công phu mới biết được tung tích di chỉ, muốn mời Vương đạo hữu cùng nhau mở ra cấm chế của Trấn Hải Tông, tiến vào di chỉ tầm bảo. Trấn Hải Tông bị diệt, người Nhật Nguyệt Cung chưa thể lấy đi quá nhiều thứ. Nếu là có thể đạt được đồ vật Trấn Hải Tông để lại, có thể dễ dàng thành lập một thế lực lớn. Mời ta mở ra cấm chế sao? Cái này có quan hệ gì với ta? Cấm chế của di chỉ Trấn Hải Tông rất mạnh, chỉ có người tu luyện ba đại công pháp Trấn Hải Tông liên thủ mới có khả năng mở ra cấm chế. Đạo hữu tu luyện Liệt Diễm Chân Cương Công cùng Thiên Âm Phiên Hải Công đã có, chỉ thiếu đạo hữu tu luyện Quy Thủy Chân Kinh. Sắc mặt Vương Trường Sinh lúc sáng lúc tối, nghe qua lợi ích rất nhiều. Nhìn từ lời nói của Tử Nguyệt Thiên Tử, có thể bài trừ hiểm nghi của nàng là thám tử Nhật Nguyệt Cung. Muốn thử hắn, không cần thiết vòng vo nhiều như vậy. Tử Nguyệt Thiên Tử, người không lo lắng chúng ta là thám tử của Nhật Nguyệt Cung sao? Phải biết rằng, Nhật Nguyệt Cung treo giải số tiền lớn truy bắt người của Trấn Hải Tông. U Nhi Yên nghiêm nghị hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Nguyệt Tiên Tử. Tu luyện ba đại công pháp Trấn Hải Tông không có nghĩa là người của Trấn Hải Tông nhỉ? Vương đạo hữu, nếu là thám tử Nhật Nguyệt Cung, tiểu muội đành chịu. Đã tại ý tốt của Tử Nguyệt Tiên Tử, Vương Mộ không có hứng thú đối với tầm bảo. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, uyển chuyển từ chối. Muốn nói không động lòng là giả, nhưng hắn tu vi quá thấp. Nếu hai người khác vì tranh đoạt bảo vật hạ độc thủ đối với hắn, hắn chưa chắc chống đỡ được. Vương đạo hữu, đừng từ chối tiểu muội nhanh như vậy. Tu vi của người quá thấp,
chưa chắc có thể cởi bỏ cấm chế, ít nhất phải có tu vi kết đan tầng 5 đi. Chúng ta có thể chờ ngươi tu luyện đến kết đan tầng 5 lại đi tầm bảo. Đây là bảo vật một phái để lại, ngươi chẳng lẽ không động lòng sao? Thanh âm từ Nguyệt Tiên Tử tràn ngập dụ hoặc. Vương Trường Sinh trầm mặc không nói. Nếu chờ hắn tu luyện đến kết đan tầng 5, khi đó Uông Nhị Yên hẳn là có thể tiến vào kết đan tầng 2. Nếu vận khí tốt, vương gia sẽ có vị tu sĩ kết đan thứ 3. Như vậy đi, vì bày tỏ thành ý, tiểu muội có thể cho ngươi phương pháp tu luyện Thiên Âm Phiên Hải Công 8 tầng độc. Thiên Âm Phiên Hải Công là công pháp âm luật. Nghe nói Thiên Âm Phiên Hải Công cùng Quy Thủy Chân Kinh là nguyên bộ công pháp. Vương phu nhân, nếu có thể tu luyện công pháp này, vợ chồng các người liên thủ đối kháng tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải là không có khả năng. Từ Nguyệt Tiên Tử tung ra một tấm thẻ đánh bạc trọng đại. Thiên Âm Phiên Hải Công sao? Nguyên bộ công pháp sao? Đối kháng tu sĩ Nguyên Anh? Từ Nguyệt Tiên Tử, người lời nói này là quá rồi nhỉ? Vương Trường Sinh tự nhiên không tin tưởng. Tiểu muội không nói giỡn. Thiên Âm Phiên Hải Công và Quy Thủy Chân Kinh vốn chính là nguyên bộ công pháp. Năm đó Trấn Hải Tông sở dĩ bị diệt là vì hai vị phó tông chủ mơ ước vị trí tông chủ. Bọn họ tu luyện chính là Thiên Âm Phiên Hải Công cùng Quy Thủy Chân Kinh. Bởi vì nội chiến, Trấn Hải Tông nguyên khí đại thương. Nếu không phải như vậy, Nhật Nguyệt Cung còn chưa nhất định có thể diệt Trấn Hải Tông. Quy Thủy Chân Kinh và Thiên Âm Phiên Hải Công đều là công pháp thiên phẩm sao? Từ Nguyệt Tiên Tử lắc đầu nói, không phải thiên phẩm, địa phẩm mà thôi. Nhưng nếu tu luyện có thành tựu, đối kháng thiên phẩm cũng không có vấn đề. Đây là điều ta nghe nói, về phần sự thật có phải như vậy hay không, ta không rõ lắm. Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên nhìn nhau một cái, hai người đều có chút động lòng. Công pháp huyền phẩm, hoàng phẩm, nhiều bình cảnh. Từ sau khi trúc cơ, Vương Trường Sinh tu luyện vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, không có bình cảnh gì. Mà Uông Nhi Yên kẹt ở trúc cơ tầng 6 hơn 30 năm. Đủ có thể thấy một quyền công pháp tốt quan trọng như thế nào. Thiên Âm Phiên Hải Công là công pháp địa phẩm, còn là nguyên bộ công pháp với Quy Thủy Chân Kinh. Khó trách tu luyện Quy Thủy Chân Kinh cần thần thức đủ mạnh mẽ. Quy Thủy Chân Kinh và Thiên Âm Phiên Hải Công quả thực chính là công pháp dành riêng cho Vương Trường Sinh cùng Uông Nhị Yên. Chỉ là để ta giúp đã mở ra cấm chế, không có yêu cầu khác sao? Vương Trường Sinh có chút khó có thể tin. So sánh với bảo vật Trấn Hải Tông để lại, thứ khác không tính là gì. Hơn nữa yêu cầu quá phận, Vương Đạo Hiểu cũng sẽ không đáp ứng nhỉ. Từ Nguyệt Tiên Tử cười tủm tỉm, ánh mắt nhìn chăm chăm Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát nói, ta có thể đáp ứng theo các ngươi tầm bảo, nhưng đến lúc đó ta muốn dẫn theo phu nhân của ta đi theo. Điều này không có vấn đề. Đây là công pháp tu luyện Thiên Âm Phiên Hải Công 8 tầng đầu. Thật ra mở ra di chỉ Trấn Hải Tông đối với chúng ta đều có lợi. Theo ta được biết, phương pháp tu luyện 9 tầng đầu của 3 đại công pháp Trấn Tông của Trấn Hải Tông lưu lạc ở bên ngoài. Nhưng công pháp nối tiếp đều ở trong truyền công điện của Trấn Hải Tông. Vương Đạo Hiểu, nếu là muốn công pháp nối tiếp, phải tới Trấn Hải Tông truyền công điện mới tìm kiếm được công pháp nối tiếp. Từ Nguyệt Tiên Tử vừa nói, vừa lấy ra một cái vỏ sò máu lam nhạt đưa cho Uông Nhị Yên. Tu tiên giới Nam Hải phổ biến sử dụng vỏ sò ghi lại công pháp điển tịch. Nghe nói có một vị tu sĩ cấp cao sẽ ở trước khi tọa hóa ký gửi động phủ tọa hóa trên một cái vỏ sò, chờ đợi người có duyên phát hiện. Thần thức Uông Nhiên vươn vào trong đó, trên mặt hiện ra nét vui mừng nồng đậm. Có thiên địa linh thủy phù trợ, trong 40 năm Vương Đạo Hiểu hẳn là có thể tu luyện đến kết đan tầng 5. Đến lúc đó tiểu muội lại đến mời người cùng đi tầm bảo. Từ Nguyệt Tiên Tử đứng dậy cáo từ. Vương Trường Sinh cùng Uông Nhiên tự mình tiện Từ Nguyệt Tiên Tử rời khỏi. Tiện bước Từ Nguyệt Tiên Tử, Vương Trường Sinh cùng Uông Nhiên về tới chỗ bàn bạc đối sách. Sửa tu công pháp tương đối phiền toái. Uông Nhiên là kết đan tầng 1, sửa tu công pháp ít nhất cần 3-40 năm. Nàng tu luyện là công pháp âm luật, tác dụng của lưu ly triều nguyệt thạch đối với nàng không lớn. Theo Từ Nguyệt Tiên Tử kể, nguyên bộ công pháp Thiên Âm Phiên Hải Công và Quy Thủy Chân Kinh, dù bỏ nguyên bộ công pháp không nói chuyện, công pháp địa phẩm
đã đáng để Uông Nhiên sửa tu công pháp. Nàng tu luyện Thiên Âm Bảo Điện chỉ có thể tu luyện đến kết đan tầng 3. Hơn nữa bình cảnh nhiều, lúc trúc cơ kỳ mắc kẹt nàng hơn 30 năm. Vương Trường Sinh đã là kết đan tầng 3, có thiên địa linh thủy cùng lưu ly triều nguyệt thạch phù trợ, hắn tiến vào kết đan tầng 4 chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy linh mạch bậc 3 hạ phẩm liền không đủ dùng. Uông Nhiên tính về Đông Hoang tu luyện, chờ nàng tu luyện Thiên Âm Phiên Hải Công đến tầng thứ 7 lại quay trở về Nam Hải. Phu nhân, nàng thật sự quyết định sửa tu công pháp sao? 3-40 năm vẫn là nhắm chừng bảo thủ, nếu thời gian dài một chút chỉ sợ cần 50-60 năm. Vương Trường Sinh có chút lo lắng. Uông Nhiên mỉm cười cầm bàn tay Vương Trường Sinh nghiêm túc nói: Phu quân, tâm ý ta đã quyết, ta muốn làm vợ hiền của chàng mà không phải là làm một cái trói buộc. Thực lực của nàng khá yếu, lúc đấu pháp cần Vương Trường Sinh chiếu cố nàng, cảm xúc trong lòng nàng rất không tốt. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, không nói gì nữa. Hôm sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Nhiên rời khỏi Hải Sâm Đảo tới phường thị Linh Miết, chọn mua một lô vật tư. Uông Nhiên truyền tống rời khỏi. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh dặn dò đám người Vương Thu Diệm vài câu, bước vào mật thất bế quan. Hắn lấy ra lưu ly triều nguyệt thạch, lượng lớn điểm sáng màu lam hiện lên ở trong phòng, ùn ùn lao về phía lưu ly triều nguyệt thạch. Không có bao lâu, thủy linh khí trong phòng trở nên cực kỳ dư thừa. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình sứ màu trắng, đánh một đạo pháp quyết lên bình sứ. Một mảnh lớn chất lỏng màu lam tán mát ra cơn lạnh thấu xương bắn ra, ùa về phía hắn, theo lỗ chân lông mặt ngoài làn da hắn chậm rãi rót vào trong cơ thể của hắn. Ngoài thân Vương Trường Sinh sáng lên một mảnh hào quang màu lam chói mắt, cơ bắp căng lên, trong cơ thể thỉnh thoảng truyền đến tiếng xương khớp bốp bốp. Ở chỗ đan điền của hắn, một viên nội đan màu lam nhạt bắt đầu chậm rãi xoay tròn, từng tia sương mù màu lam ùa vào trong nội đan. Kim Hà Đảo là một hòn đảo loại nhỏ, dài 230 dặm, rộng 121 dặm. Một gia tộc tu tiên họ Trần ở trên đảo, Trần gia tu vi cao nhất là Trần Văn Minh, trúc cơ tầng 6. Trần gia có 4 vị tu sĩ trúc cơ, hơn 100 tu sĩ luyện khí, còn có hơn 30 vạn người phàm nhân. Trần gia thuê 5 hòn đảo, 2 hòn đảo loại nhỏ, 3 hòn đảo loại siêu nhỏ. Bình thường mà nói, không có việc gì lớn, tộc nhân khác là sẽ không quấy rầy Trần Văn Minh tu luyện. Nhưng một ngày này, một lá bùa truyền âm bay vào: Thất Thúc Công, bên ngoài có 3 tu sĩ trúc cơ tới, bọn họ tự xưng là con em Vương gia Hải Sâm Đảo, có chuyện quan trọng bàn bạc với chúng ta. Vương gia Hải Sâm Đảo sao? Trần Văn Minh nhíu mày, hắn biết Hải Sâm Đảo hình như là bị vị tiền bối nào đó thuê đi rồi. Tu tiên giới Nam Hải là cống nạp từng tầng đổi lấy bảo hộ, xem ra Vương gia tới là thu lợi ích. Hắn vội vàng đi ra ngoài, ở sảnh đón khách gặp được 2 nam 1 nữ, Triệu Chính, Vương Thu Diệm cùng Vương Thanh Vân. Bọn họ phụ trách thu nạp gia tộc tu tiên phụ cận Hải Sâm Đảo, thu một khoản phí bảo hộ mới sẽ cung cấp bảo hộ cho bọn họ. Lão phu Trần Văn Minh ra mắt 3 vị vương đạo hữu. Trên mặt Trần Văn Minh nặn ra một nụ cười khách khí nói: Tài hạ họ Triệu, Triệu Mộ là người ở rể. Trần đạo hữu, người hẳn là biết ý đồ đến của chúng ta chứ? Triệu Chính tự giới thiệu một lần đơn giản, vào thẳng vấn đề. Biết, Trần gia chúng ta nhỏ yếu, không lấy được bao nhiêu thứ, mong 3 vị đạo hữu thông cảm. Trần Văn Minh cười lấy lòng nói: Tu tiên giới Nam Hải chính là quy củ này, nhưng bị người ta tới cửa thu phí bảo hộ, hắn rất không thoải mái. Mỗi năm 1.000 khối linh thạch, nếu có gì phiền toái cần chúng ta hỗ trợ, tính toán riêng. Nếu các người phát hiện tài nguyên tu tiên gì, báo lên Vương gia chúng ta, chúng ta sẽ có ban thưởng. Trần đạo hữu hiểu không? Triệu Chính cười tủm tỉm nói: Cái gì? 1 năm 1.000 khối linh thạch sao? Thế này cũng quá đắt rồi. Chúng ta thuê hòn đảo Kim Hà Đảo, hàng năm cùng chỉ 800 khối linh thạch tiền thuê. Triệu đạo hữu, mọi người thông cảm một chút sự khó xử của chúng ta. Trần Văn Minh cau mày nói: Trên thực tế 1.000 khối linh thạch cũng không nhiều. Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, yêu thú giết mãi không hết. Dượng, cháu thấy đám người Trần đạo hữu cũng không dễ dàng. 1.000 khối linh thạch
quả thật nhiều rồi. Dường như vậy đi, Trần gia hàng năm cống 6.000 cân linh cốc bậc 1 hạ phẩm. Vương Thu Diễm mở miệng cầu tình thay Trần Văn Minh. Khóe miệng của Trần Văn Minh run rẩy một phen. Hắn hận không thể chém Vương Thu Diễm một kiếm. Ở trên chợ, một khối linh thạch có thể mua 5 cân linh cốc bậc 1 hạ phẩm. 6.000 cân linh cốc bậc 1 hạ phẩm có thể bán 1.200 khối linh thạch. Nhưng linh cốc bậc 1 hạ phẩm không dễ bán. Rất nhiều thế lực tu tiên đều sẽ gieo trồng linh cốc. Như thế nào? Trần Đạo Hiểu không muốn. Vậy hàng năm 1.000 khối linh thạch đi. Trần Văn Minh đã nhìn ra là Triều Chính cùng Vương Thu Diễm, một người đấm một người xoa. Hàng năm cống hiến 6.000 linh cốc bậc 1 hạ phẩm đi. Trần gia chúng ta làm được. Chỉ cần gieo trồng thêm một ít linh cốc thì có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao linh cốc bậc 1 hạ phẩm rất khó bán, cơ bản giữ lại tự mình ăn. Được, vậy cứ quyết định như thế. Nói suông không có bằng chứng. Viết một tờ khế ước, hàng năm chúng ta sẽ phái người thu linh cốc. Triệu Chính lấy ra một tờ khế ước. Hắn cùng Trần Văn Minh đều ký tên ở bên trên, xem như là đã thành lập quan hệ phụ thuộc. Được rồi, chúng ta còn có chuyện khác, cáo từ trước. Trần Văn Minh không dám chậm trễ, tự mình tiền ba người bọn Triệu Chính rời khỏi Thất Thúc Cốc. 6.000 cơm linh cốc bậc 1 hạ phẩm, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Một nam tử trung niên mặt mày đau khổ nói: Vương gia đòi chúng ta 6.000 cân. Chúng ta hướng ba nhà Triệu, Lý, Tôn đều đòi 3.000 cân, còn lại 3.000 cân. Trần gia kém Vương gia, nhưng Trần gia cũng có thế lực phụ thuộc. Ba gia tộc tu tiên này chiếm cứ hòn đảo siêu nhỏ, linh điền vốn không có bao nhiêu. Bốn bọn họ hàng năm lấy ra 3.000 cân linh cốc, có độ khó nhất định. Bọn họ có chỗ khó, chẳng lẽ Trần gia chúng ta không có chỗ khó sao? Cứ làm như vậy đi. Linh điền giữ lại, gieo trồng linh dược, linh cốc để ba nhà cung cấp. Dù sao 6.000 cân linh cốc này không thể gánh vác ở trên thân gia tộc chúng ta. Bọn họ chết sống lão phu không quản. Tộc nhân Trần gia chúng ta không thể đói bụng. Hừ, lão phu đối với bọn họ coi như là khách khí rồi. Hắc Mộc Đạo, Lý gia càng ác hơn. Từng thế lực phụ thuộc hàng năm phải nộp lên 5.000 cân linh cốc. Hải vực san hô không thiếu nhất chính là người tu tiên. Vương gia đòi Trần gia 6.000 cân linh cốc bậc 1 hạ phẩm làm phí bảo hộ. Trần gia liền đòi thế lực phụ thuộc 9.000 cân, bóc lột từng tầng. Đây là tu tiên giới thực lực tối thượng. Đồng Hoàng, Thanh Liên Sơn Trang, mật thất nào đó, Vương Thanh Kỳ đang luyện đan. Vương Trường Sinh trước đó mang về mấy viên yêu đan bậc 3, toàn bộ để hắn lấy để luyện chế trúc cơ đan. Trước mắt Vương gia chỉ có Vương Thanh Kỳ mới có thể luyện chế trúc cơ đan. Tuy vất vả một chút, nhưng nhìn thấy tộc nhân dùng trúc cơ đan của mình tiến vào trúc cơ, Vương Thanh Kỳ rất vui vẻ. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Thanh Kỳ thu lại pháp quyết, lửa điên cuồng lóe lên rồi tắt. Hắn bước nhanh đi lên phía trước, mở lò luyện đan ra nhìn. Nằm bên trong là 5 viên thuốc màu lam, tản mắt ra từng đợt mùi thơm lạ lùng. Vương Thanh Kỳ thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Thu hồi 5 viên trúc cơ đan, đi ra ngoài. Hắn gặp bình cảnh trên tu luyện, tính ra ngoài rèn luyện một đoạn thời gian, hy vọng có thể hóa giải bình cảnh. Hắn mới vừa đi ra tới chỗ ở của mình, Vương Thanh Khải đi tới trước mặt, trên mặt treo nụ cười nồng đậm. Tứ ca, thế nào, luyện chế ra bao nhiêu viên trúc cơ đan? 13 viên. Vương Thanh Kỳ lấy ra 3 cái bình sứ đưa cho Vương Thanh Khải. Ý cười trên mặt Vương Thanh Khải càng đậm hơn. Lấy ra một cái túi trữ vật màu xanh đưa cho Vương Thanh Kỳ, cười nói: Tứ ca, Kiều Thẩm đã trở lại, mang về 10 viên yêu đan bậc 3 cho người lấy để luyện chế trúc cơ đan. Gia tộc ở Nam Hải thuê 2 hòn đảo, số lượng tu sĩ trúc cơ quá ít, chuẩn bị phái thêm 10 tu sĩ trúc cơ đi qua. Tương lai còn có thể điều khiển càng nhiều tu sĩ trúc cơ hơn tới Nam Hải. Nói tới, nếu không phải tứ ca có thể luyện chế trúc cơ đan, gia tộc chúng ta xuất hiện một tu sĩ trúc cơ vẫn là tương đối khó. Bát bá lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ, kết cục rất thảm. Nhưng bây giờ tốt rồi, người có thể luyện chế ra trúc cơ đan, gia tộc chúng ta có thể tự mình bồi dưỡng ra tu sĩ trúc cơ. Gia chủ, ta...
Vương Thanh Kỳ muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy Vương Thanh Khải vẻ mặt hưng phấn, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Vương Thanh Kỳ gặp Bình Cảnh trên tu luyện, hắn vốn định chào từ biệt Vương Thanh Khải ra ngoài rèn luyện một đoạn thời gian, nhưng Uông Như Yên lại mang về 10 viên yêu đan bậc 3. Nếu hắn ra ngoài rèn luyện, khẳng định không có cách nào luyện chế trúc cơ đan. Nhờ đâu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gia tộc liền không có ai có thể luyện chế trúc cơ đan. Làm sao vậy, tứ ca? Vương Thanh Kỳ nhớ tới Vương Trường Hoán, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, không có gì. Ta là nói, ta nhất định sẽ luyện chế ra càng nhiều viên trúc cơ đan hơn, thuận tiện dạy Thiên Phong luyện chế trúc cơ đan. Vương gia có 3 vị luyện đan sư bậc 2, Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Diệm, Vương Thiên Phong. Vương Thu Diệm và Vương Thiên Phong đều là luyện đan sư bậc 2 hạ phẩm. Nói không chút khách khí, không có Vương Thanh Kỳ, vương gia muốn bồi dưỡng ra 50 tu sĩ trúc cơ đan vẫn là rất khó khăn. Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, tự nhiên cần xây dựng đội ngũ săn yêu nhà mình, săn giết yêu thú, tìm hiểu tình báo, tra xét tài nguyên tu tiên. Những thứ này chủ yếu dựa vào tu sĩ trúc cơ đi làm. Vương Thanh Khải chế định một kế hoạch, trong 50 năm vận chuyển đi Nam Hải 50 tu sĩ trúc cơ, củng cố căn cứ địa của gia tộc ở Nam Hải. Trọng trách của Vương Thanh Khải rất nặng, nhưng hắn là gia chủ, trọng trách này hắn phải gánh. Tốt, gia tộc chúng ta có người biết luyện chế trúc cơ đan cũng không được, phải bồi dưỡng thêm mấy luyện đan sư bậc 2. Ta từng nghĩ, tứ ca, ta sẽ giúp 3 luyện đan sư bậc 1 thương phẩm trúc cơ, người dạy bọn họ luyện chế trúc cơ đan. Cứ như vậy, người cũng không cần quá mệt mỏi. Vương Thanh Kỳ cười gật đầu, cứ như vậy, trọng trách của hắn càng nặng hơn. Tứ ca, luyện đan thì luyện đan, người cũng đừng buông lỏng tu luyện, đừng vì luyện đan ảnh hưởng bản thân tu luyện. Cần tài nguyên tu tiên gì, người cứ nói với ta, ta phái người đi tìm. Vương Thanh Khải vỗ bả vai Vương Thanh Kỳ, thành khẩn nói, nếu cần, ta sẽ nói với người. Được rồi, gia chủ, người đi làm việc đi, ta chuẩn bị luyện đan. Vương Thanh Khải gật đầu cười nói, người làm việc, ta cần đi chế khôi viện, đốc thúc bọn họ luyện chế một lô con rối thú bậc 2, thuận tiện săn giết yêu thú. Vương Thanh Khải vội vã rời khỏi, trên mặt treo nét vui mừng nồng đậm. Gia tộc càng mạnh, địa vị Vương Thanh Khải cũng càng cao. Vương Thanh Kỳ nhìn bóng lưng Vương Thanh Khải rời khỏi, khẽ thở dài một hơi, xoay người đi về phòng luyện đan. Nam Hải, hòn đảo vô danh nào đó, một con quỷ miết thú chợt trồi lên trên mặt biển, nghênh ngang bò về phía trên bờ cát. Không qua bao lâu, mấy chục con quỷ miết thú lục tục nổi lên mặt biển, chúng nó cũng chưa theo sau, xem ra chúng nó không phải là một đàn. Quỷ miết thú ghé vào trên bờ cát thích ý phơi nắng. Một con quỷ miết thú hình thể tương đối lớn bò lên bờ, nhanh chóng bò về phía quỷ miết thú đang phơi nắng. Thấy tình hình này, quỷ miết thú khác ồn ồn theo. Sau khi toàn bộ quỷ miết thú đều lên bờ, mặt đất chợt nổi lên một trận cuồng phong. Cuồng phong gào thét, bờ cát kịch liệt chớp lên, vô số hạt cát bay lên, hóa thành 5 người khổng lồ màu vàng hơn 10 trượng, cầm trong tay cây chùy khổng lồ màu vàng đánh về phía quỷ miết thú. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo.